Về các phương pháp nghiên cứu thì chúng tôi chia làm có 4 nhóm phương pháp nghiên cứu và đã trình bày rất là chi tiết ở trong cái thuyết minh, cũng như là các cái kỹ thuật sử dụng rất là hiện đại, chuyên dụng, đặc biệt là những ngành chuyên sâu về biển, như là để mà khảo sát cái lượng giá và cái nguồn vốn tự nhiên của sinh thái dưới bên biển thì chúng tôi phải có những tòa nhà ngầm để đánh giá diện tích phân bố của san hô cỏ biển, hay là những cái tập nuôi trồng thủy sản, phương pháp trồng rau kỹ canh, vân vân. Mà về sản phẩm khoa học thì chúng tôi bán theo cái đặt hàng của nhà nước. Trong tất cả các sản phẩm như trên thì chúng tôi tập trung có những sản phẩm chúng tôi phải rất là ưu tiên, như là cơ sở dữ liệu về môi trường, nguồn vốn tự nhiên, các thách thức, và hay là những cái bản đồ về phân bố môi trường, và có những cái tỷ lệ rất là cụ thể, tỷ lệ 1/10.000. Bởi vì nếu mà tỷ lệ khi với cái tỷ lệ này thì cần có những cái phương pháp rất là cụ thể, chuyên gia về mô hình kinh tế xanh, hay viện nước và tưới tiêu là những chuyên gia về mô hình nông nghiệp hữu cơ, và viện hàn lâm, đó là một cái mảng không thể thiếu ở trong cái phần mô hình kinh tế xanh, đó chính là xã hội. Chúng tôi đã bố trí kế hoạch rất là hợp lý trong 36 tháng để thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, để làm thế nào chúng ta nghiệm thu để đảm bảo theo yêu cầu của chương trình KC08 và các cái dự toán của chúng tôi để giám sát thị trường. Có nội dung thì chúng tôi mới dự toán, và các cái dự toán này đều có các báo giá nằm trong các cái phần thuyết minh. Mà vị 15 phút thì em phải trình bày một số cái vấn đề, cũng mong là nếu có vấn đề nhất thì xin mời. Transition giữa các cái slide mà nhảy muốn mua số mắt đi sao đó cũng bò cái trường này tính đầu đây là hồ sơ cho hồ mới học hồi đầu tầm 70 tuổi nữa sao thì nói được rồi. Thì có tôi muốn hỏi này, câu này thì là hơi khó so với lại cái vào, vì là yêu cầu để bài cho là ba xã mà nó đặc thù cho ba đại diện cho cái ba khu vực Bắc Trung Nam. Anh xem là bây giờ có thời điểm chung thì được rồi. Thế bây giờ cái điểm khác nào của anh giữa cái ba xã mà nó miền Bắc, miền Trung, miền Nam đây là điểm khác đấy, là một. Cái thứ hai là trong đây thì tôi thấy là nội dung đề xuất cũng khá đầy đủ rồi. Nhưng mà tôi có cảm tưởng là khi mình nghiên cứu xã đảo thì các anh hơi cả hai hồ sơ hơi tách lập ra. Anh mối quan hệ như thế nào, vì này nó bây giờ không phải một cái đơn vị nhất là đảo này nữa, nó cái mối quan hệ kinh tế là nó rất mạnh, thì anh đặt trong cái nghiên cứu mà cái mối liên hệ giữa xã đảo với nội vùng liên vùng mối liên hệ thế nào thì với lại đất liền với các đơn vị khác nếu nó trong cùng huyện thì cái phải có cái mối liên hệ, vì này không thể một cái đơn vị mà anh ra đề bài là cái xã thì tôi cứ một xã để tôi xây dựng được. Thì mình có chú ý đến cái cạnh. Trong cái sản phẩm 2 thì tôi muốn hỏi cái sản phẩm 1
đây là dạng sản phẩm hàng hóa hay là dạng dây chuyền công nghệ. Tôi nghĩ là đây là có là mình mô hình. Cái mô hình thì vấn đề là cái trình diễn mô hình là chính. Thì tôi nghĩ là đây là mình muốn ở cái dạng đồ tả những tác giả hay là những nhà thì đây là có bốn cái sản phẩm này. Chính thì đưa sản phẩm một thôi. Là cái này mô hình triển khai của người ta. Ví dụ như là ở cái có một số ý kiến đó của đồng và một số ý kiến câu hỏi thì sau đây em xin trả lời như thế này. Với ba cái xã đảo này thì nó có một cái điểm, có cái điểm khác, cái điểm là về vị trí địa lý. Mà khi mà vị trí địa lý khác nhau, địa khí hậu khác nhau thì cái mô hình sẽ khác nhau liên quan đến phân bố của hệ sinh thái là một. Cái thứ hai đó là đối với xã đảo thì một xã nằm trong quần đảo xã các bạn, tức là cái tính liên kết của nó sẽ có rất là khác nhau. Thế còn lại đối với Nhân Châu thì là một xã một đảo. Thế còn Nam Du thì là một xã nhưng rất nhiều đảo. Ba đảo đã là khác nhau rồi. Và trong cái quá trình chọn chúng em cũng cố tình chọn như thế để làm thế nào. Ngoài cái vấn đề là tính địa lý của ba vùng thì còn là nói đến cái phạm vi địa lý của một đảo trong nhiều xã, một xã nhiều đảo một đảo thì nó sẽ có những cái khác nhau. Về cái mối liên kết cái đất liền của xã đảo thì thế này. Em cũng rất may mắn là kinh tế và cái sinh thái để mình cũng đã tìm các cái giá trị của nó trong những phần đó, thì đấy là cái điểm mà gọi là cũng hơi khoe thành tích một tí, nhưng đó là lại là cái điểm mà viện cũng mong muốn được là nâng cao đảo thì cô ấy cũng thấy các thể chết luôn nhằm với tự nghiên cứu thì đấy chẳng rồi đấy gì đấy ra có nhà một mảnh người quay lại cười nào mắt tôi chỉ tớ cả là vẫn cái đâu không tôi chưa không biết được chính sách tài nguyên là môi trường do đăng ký cá nhân đăng ký chủ nhiệm là tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, điểm đánh giá là 62/100 và viện tài nguyên và môi trường viện và cá nhân đăng ký là tiến sĩ Lê Xuân Sinh thì được là 90/100. Thì đấy là kết quả. Như vậy căn cứ theo cái yêu cầu của khoa nghệ là từ 70 điểm trở lên mới đạt. Như vậy là kiến nghị của hội đồng, kiến nghị với bộ khoa học công nghệ là được chọn viện tài nguyên môi trường và cá nhân là tiến sĩ Lê Xuân Sinh là chủ trì đề tài. Kết quả như vậy. Tôi chúc mừng những nhóm tập thể mà được viện tài nguyên môi trường viện. Tôi cho rằng là viện chiến lược chính sách tài nguyên môi trường thì là cũng có cực kinh nghiệm, nhất là phần tổng quan về mặt chính sách thì rất tốt được hội đồng đánh giá, nhưng mà ta biết rằng là vì là yêu cầu của hiện nay các nhà nước rất cao từ nội dung về phương pháp qua trao đổi thì chúng tôi cũng trao đổi được là đối với việc mà về chiến lược chính sách thì là trong đó cái phần mà nội dung của mình là chưa được cụ thể hóa thật rõ lắm, và đặc biệt là phần phương pháp để thực hiện thì phần còn hạn chế, và sản phẩm của mình thì có thực hiện ở trong tim một số cái nhưng mà sản phẩm chưa thật đầy đủ theo ví dụ đấy, thì em có thể rút kinh nghiệm từ những cái đề tài sau để cho nó tốt hơn để trao đổi. Thế thì xin thưa với hội đồng là hiện nay là cái khâu cuối cùng của chúng ta đã xong, hội đồng đã ra đánh giá rồi và đã ra cái kiến nghị, riêng về cái kiến nghị đối với cái đề tài mà đối với cơ quan chủ trì đề tài thì hiện tại như môi trường biển thì hiện nay chúng tôi có kiến nghị một số các cái phải hoàn chỉnh thủ tục, hoàn chỉnh một số những điểm. Một là luận giải rõ hơn mục tiêu và nội dung nghiên cứu. Hiện nay tức là ta mới là gọi là trình bày là chính là chưa luận giải rõ. Hai là chú ý đặt xã đảo trong mối liên hệ kinh tế với đất liền. Đã hỏi. Cái thứ ba là chú ý tới khả năng sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng khí sinh học. Cái thứ tư là chú ý đến thu gom xử lý nước thải và rác thải trên các đảo, làm rõ hơn khả năng nhân rộng và chuyển giao mô hình. Và cái kiến nghị cuối cùng là
tiếp thu ý kiến của phản biện và các thành viên hội đồng để hoàn thiện cái hồ sơ đăng ký thì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ này. Xin hết. Một xin cảm ơn các thành viên phó chủ tịch, các thành viên hội đồng, nhất là đặc biệt là các phản biện đã làm việc với tinh thần khách quan, khoa học và công tâm theo tinh thần chọn ra cơ quan chủ trì để làm hồ sơ đạt chất lượng cao hơn và tính khả thi tốt hơn. Và xin cảm ơn các chuyên viên hỗ trợ tích cực cho hội đồng.